Công ty S-Mic Audio kính chào quý vị. Trên thị trường có rất nhiều các dòng sản phẩm nâng tiếng với chất lượng, hình thức, giá thành khác nhau. Đối với những người mới chơi âm thanh, việc lựa chọn cho mình một dòng sản phẩm nâng tiếng phù hợp với giá thành, uy tín về chất lượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cho bộ âm thanh karaoke gia đình là việc rất khó. Ngày hôm nay, S-Mic Audio xin chia sẻ kinh nghiệm cũng như báo giá giới thiệu về siêu phẩm nâng tiếng TD Acoustic CB600. Như quý vị có thể thấy được trên tay của tôi đây. Sản phẩm chính hãng TD Acoustic có chất lượng vượt trội so với các loại sản phẩm cùng loại có trên thị trường hiện nay. Chiếc áp công tắc được nhập khẩu từ nhà máy lớn nhất của Đài Loan nên rất bền và có tuổi thọ cao. Bình áp sử dụng dây loa đồng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Vì men dày dặn, sử dụng điện trở 5 vạch màu tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt nhất chính là chip nhập khẩu của công ty TTI của Mỹ cho chất lượng âm thanh hay rất ổn định. Chúng tôi xin giới thiệu các nút chức năng của sản phẩm TD Acoustic CB600. Đây là nút chỉnh âm bass, đây là nút chỉnh giọng ca, đây là nút chỉnh hiệu ứng âm nhạc, đây là nút chỉnh âm chép. Và kênh 2 cũng tương tự như kênh 1, đây là nút chỉnh tần số sub, đây là nút chỉnh âm lượng sub. Tiếp theo, đây là nút chọn tần số âm bass. Và đây cũng vậy. Đây là nút chỉnh tắt hoặc mở chức năng nâng tiếng. Đây là nút đảo pha sub. Sau đây tôi xin được test thử sản phẩm TD Acoustic CB600. Đầu tiên tôi sẽ nhấn nút mở chức năng nâng tiếng. Quý vị đã thấy âm bass đã đầy hơn rất nhiều, âm chép tươi và sáng hơn trước. Tôi sẽ nhấn vào nút tần số bass để xem tiếng bass thay đổi như thế nào. Tiếng bass đã tròn và ấm hơn trước. Tôi sẽ tăng thêm một chút bass. Rồi tôi sẽ thêm một chút tép. Như quý vị có thể thấy bass và tép đã được nâng lên khá nhiều. Sau đây tôi sẽ tắt chức năng nâng tiếng để quý vị có thể cảm nhận sự thay đổi. Và tôi sẽ mở lại để quý vị thấy được sự hiệu quả của sản phẩm. Tiếng bass đầy và sâu lắng, tiếng chép sáng bay bổng hòa quyện rất giàu nhạc tình, không rời rạc như trước, quý vị có thể cảm nhận được qua đôi tai của mình. Thành lập công ty S-Mic Audio, sản phẩm đang có giá niêm yết là 2.200.000 đồng, nay chỉ còn 1.800.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 1 năm, miễn phí ship trên toàn quốc. Trên đây là video giới thiệu về dòng sản phẩm nâng tiếng TD Acoustic CB600. Để mua hàng, quý vị vui lòng để lại số điện thoại hoặc trực tiếp liên hệ tới số điện thoại 0965 560 083 để được hỗ trợ và tư vấn. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Hãy bấm đăng ký và theo dõi để được xem những video tiếp theo của S-Mic Audio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.